Bảy cách sống hủy hoại chính cuộc đời mình mà không biết. Quý vị thân mến, đã bao giờ quý vị cảm thấy chênh vênh trên đường đời? Đã khi nào quý vị nhận ra mình từng đánh rơi những điều chân quý? Có những khi thành công tưởng chừng đã trong tầm tay, nhưng cuối cùng đến phút cuối nó lại vụt mất chưa ạ? Nhiều người sẽ oán hận cuộc đời, oán hận số phận, thậm chí oán hận những con người xung quanh, những người thân thích như cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, con cái, đã dẫn đến cuộc đời của mình luôn gặp phải những trải nghiệm cay đắng. Nhưng nếu bạn biết một điều rằng tâm thế nào, số phận thế ấy, và tất cả những oán trách đó chẳng hơn gì là một sự đổ lỗi đầy hèn nhát, giúp ta trốn tránh sự kém cỏi của bản thân, thì chắc chắn bạn sẽ không rơi vào vòng luẩn quẩn tối tăm như vậy. Có những thói quen tưởng như vô hại, nhưng chính là đang hủy hoại cuộc sống của bạn không chừng. Hãy cẩn thận với bảy lối mòn tư duy và cách sống sau đây. Kéo cuộc đời bạn sẽ mãi triền miên trong những tháng ngày nếm mùi thất bại và trách giận số phận của mình. 1. Không biết bản thân mình muốn gì. Có câu biết mình biết người trăm trận trăm thắng, không biết mình chính là một loại thất bại cay đắng nhất. Bản thân muốn gì, thích gì, cần gì đều u u minh minh. Thử hỏi làm sao bạn có thể thành công? Chỉ khi có đích ngắm, bạn mới có nỗ lực phi thường. Chỉ khi có vạch đích, đôi chân bạn mới được tiếp thêm sức mạnh. Nếu trước mặt chỉ là một khoảng trống ảo mờ, sương mù giăng kín, trước không thấy đường đi, sau chẳng thấy lối lùi, thì chính là người ta đang sống thừa, sống trong vô minh. Kiểu sống ấy đôi khi còn tệ hại hơn là cái chết. 2. Nghĩ quá nhiều, bi quan về tương lai. Đó là một loại cực đoan khác, trái ngược hẳn với điều số 1. Người hay lo nghĩ sẽ tích thành tâm bệnh, luôn chần chừ, không quyết đoán đối diện với vấn đề, cứ mãi chờ đợi trong vô vọng một điều gì đó. Khi người khác đang tiến về phía trước thì họ vẫn tần ngần ngồi nghỉ giữa con đường, mơ tưởng những thứ hão huyền nhưng không bao giờ ra tay hành động. Họ thấy đoạn đường phía trước thật xa nhưng không đủ dũng khí bước đi. Đó hoàn toàn là một sự thất bại. 3. Không kiên trì theo đuổi một mục tiêu. Nếu bạn chuyên tâm đào giếng ở một cái lỗ, có thể một ngày nào đó mạch nước sẽ trào lên. Nhưng nếu như chỗ nào bạn cũng đặt lưỡi khoan của mình, đào tới đào lui chỗ này, chốc chốc lại đào dò sang lỗ khác, thì khẳng định cả đời cũng không đào được cái giếng nào. Kiên trì là phẩm chất hàng đầu của những người thành công. Nếu chưa đủ tự tin vào chính mình, hãy thử cố một lần. Ông bà ta chẳng dạy cần cù bù thông minh đó sao? Ở đây không phải nói là bạn không nỗ lực, mà là nói bạn nỗ lực chưa đủ hoặc già luôn nghĩ mình sẽ không thể thành công, lựa chọn buông xuôi. 4. Không chịu nổi sự cô đơn. Trên thế giới này, chẳng ai là có thể kề vai sát cánh với bạn cả đời, bao gồm cả cha mẹ, càng không thể nói tới bạn bè hoặc người yêu. Vậy nên, bạn phải biết cách dựa vào chính mình, tự lực cánh sinh. Chỉ khi làm được điều đó, người ta mới dần dần trưởng thành trong gian khổ, bước đi những bước đi vững chắc trong cuộc đời. Cô đơn chính là một làn gió, gió thổi đến rồi lại bay đi. Muộn phiền cũng như trăng rằm, sáng rồi lại tối, mọc rồi lại lặn. Đừng để những thứ tình cảm u buồn quấn chặt lấy bước chân. Hãy ngẩng mặt lên, bầu trời tinh tú hãy còn ở trên đầu bạn. 5. Không dám vượt khỏi ranh giới của chính mình. Với loại tính cách này, đôi khi cơ hội bày ngay trước mắt, nhưng bạn cũng không dám quyết đoán ngay, lại luôn cân nhắc nặng nhẹ thiệt hơn, và cuối cùng để tuột mất cơ hội. Bạn hãy nhớ, trên thế gian này không có việc gì là tiến thoái song toàn cả. Cuộc sống chỉ có thể cho bạn một lựa chọn. Chỉ khi nào thật sự quyết định ra tay thực hiện thì bạn mới có được tất cả. Hãy phá bỏ ranh giới vô hình đang ước thúc trói chặt khả năng của chính bạn. Hãy để tâm hồn trí tuệ khai mở và bạn sẽ thấy được rất nhiều cảnh tượng diệu kỳ. 6. Chìm đắm trong quá khứ, hối hận về những chuyện đã qua. Ngày hôm qua là một giấc mơ màng, bởi cả một đời người kia cũng
cũng chỉ là nhân sinh như mộng mà thôi. Hà cớ gì phải sa vào những nỗi buồn, những sợi dây trói vô hình do chính tay mình tạo nên. Chuyện đã qua cũng đã qua, ngày chưa tới hay còn phía trước. Hối hận chỉ làm lãng phí thời gian của bạn, tăng thêm đau khổ, hủy hoại tâm can mà thôi. 7. Luôn tránh đối diện với vấn đề. Chưa bao giờ trốn tránh là biện pháp có thể giải quyết được vấn đề. Đối diện với sự thực, giải quyết nó, chấp nhận những đau đớn có thể xảy đến mới là cách lựa chọn đúng đắn nhất. Đường đi vốn không khó, chỉ tại người ta cảm thấy sợ mà thôi. Bất hạnh không đáng sợ, chỉ vì người ta không nhìn thấy được đủ những hạnh phúc xung quanh. Cô đơn cũng chẳng có gì to tát, chỉ vì người ta quên rằng mình vẫn còn rất nhiều những người đáng trân quý ở bên. Cuộc đời là tự mình quyết định, con đường cũng là tự mình bước đi. Hãy sống thật vẹn tròn, bước đi thật vững chãi. Như thế gọi là xuôi ngược trên đời chẳng ngày vui, tâm phiền không dứt luống ngập ngùi, đường dài ngao ngán thân còm cõi, trăm năm chớp mắt ảo mộng thôi. Cuộc sống luôn công bằng, muốn được thì phải mất, mất rồi thì ắt được. Điều quan trọng là bạn chọn mất gì được gì. Ví như cùng một lúc bạn theo đuổi hai con thỏ chạy về hai hướng, cuối cùng thì tay trắng phí công. Thế nên phú quý có đạo lý của phú quý, người có triết lý của người. Sinh mệnh cũng như một tấm gương phản chiếu, bạn nhìn vào gương cười thì gương sẽ cười, bạn khóc thì gương cũng sẽ khóc. Đời người chớp mắt đi qua như giấc mộng, tuy nhiên mộng trong mộng lại có kẻ tình người say. Người hiểu đạo lý thì mộng lành nhẹ bước, kẻ u mê cất bước khó thành. Trong cuộc sống, muốn thành công và hạnh phúc thì trước hết tâm thái và tư duy của chúng ta đều phải như mảnh đất màu mỡ để ươm được những hạt mầm tốt. Hãy nhớ kỹ định luật cuộc đời sau đây sẽ giúp quý vị một đời thông thuận, bình an và thật nhiều may mắn. 1. Rùa thi chạy với thỏ trên mặt đất thì chẳng thể nhanh bằng, nhưng rùa bơi dưới nước, thỏ chẳng thể đuổi theo. Hãy nhớ đừng đặt bản thân sai vị trí. 2. Quả đen bắt trước đại bàng đi bắt dê, kết quả bị lông dê quấn chặt, cuối cùng bị người chăn dê giết chết. Cho nên không phải cứ là chim đều là đại bàng. Nhận rõ bản thân mình là ai mới có thể sống được dễ dàng. 3. Một hôm kiến ngẫu hứng thách thức voi thi sức mạnh. Kiến nói kiến có thể nâng được một vật nặng gấp trăm lần trọng lượng cơ thể. Voi nghe xong rũ mình một cái, bùn trên người voi rơi xuống khiến kiến bị chết tại chỗ. Vì vậy, vĩnh viễn đừng tìm nhầm đối tượng, nếu không chết chẳng kịp hối. 4. Ngựa gặp lạc đà trên sa mạc, thấy lạc đà có cái bướu trên lưng thật là khó coi, nên nó nói: "Ôi anh bạn, cái bướu trên lưng của anh thật xấu quá." Lạc đà nghe xong chẳng thèm đoái hoài gì đến ngựa. Cuối cùng, lạc đà vượt qua sa mạc, còn ngựa thì không. Do vậy, đừng cười vẻ bề ngoài của người khác, nếu không, rất có thể ngày nào đó bạn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. 5. Có chú thỏ rất lười, ngày nào cũng ăn cỏ ở miệng hang của mình, cuối cùng bị thợ săn phát hiện và bắt thịt. Lười biếng và không dám thay đổi bản thân, kể cả khi cuộc sống đã thay đổi, thì chẳng khác nào mua dây buộc mình, thậm chí còn dẫn đến kết cục bi thảm. Hãy luôn phấn đấu và đừng tự huyễn hoặc mình trong vùng an toàn mà tâm trí tự đặt ra. 6. Một hôm trong khu rừng già, các loại vật tổ chức thi xem ai đẹp nhất. Khổng tước thấy vậy ghi danh trước nhất, chắc mầm ngôi vị quán quân nhất định sẽ thuộc về mình. Ai ngờ Khổng Tước bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Khổng Tước ấm ức quá, đi gặp Sơn Dương. Sơn Dương nói: "Khi cô xòe đuôi múa tuy rất đẹp, nhưng lại hớ hết cả cái hênh của mình." Khổng Tước nghe xong không nói được gì, lặng lặng bỏ đi. Vậy nên khi soi gương, đừng chỉ biết soi mỗi cái mặt, cần phải chú ý soi cả phía sau. 7.
Mùa hè thời tiết oi bức, ngựa vằn ra bờ sông uống nước, thấy hà mã đang vui đùa dưới nước, trong xanh mát mẻ. Ngựa vằn nghĩ, hà mã chơi được sao mình lại không? Vậy nên ngựa vằn xuống nước chơi. Chẳng bao lâu sau, ngựa vằn bị cá sấu cắn chết. Nên nhớ không có thực lực thì đừng có đùa giỡn. Nguyên nhân bởi thua rồi có hối thì cũng không kịp. 8. Hổ dù sói vào cơn cốc săn thú. Bắt được con mồi sẽ chia đôi. Nghĩ một hồi, rồi sói đồng ý đi cùng. Vào tới nơi, hổ chặn đường rút lui duy nhất, rồi bắt sói ăn thịt. Thế nên, hợp tác với đối thủ mạnh, cần chuẩn bị sẵn cho mình đường lui. 9. Vì thấy chim nhạn bay cao trên bầu trời tự do tự tại, cảm thấy bản thân mình cũng chẳng thua kém điều gì. Chân tay lông cánh đủ cả, sao lại không thể bay? Thế là vịt đi lên vách đá gieo mình xuống, bay được vài mét rồi rơi xuống vách đá, nửa người bầm dập, chân què, gãy cánh. Làm người phải biết, trước lúc chuẩn bị đầy đủ thì đừng đi thử sức mình với một lĩnh vực hoàn toàn mới lạ. 10. Rùa nằm phơi mình trên bờ cát tắm nắng, đột nhiên chim ưng xuất hiện. Rùa cho rằng mai mình cứng, thân mình nặng, chim ưng chắc chắn sẽ chẳng ăn được. Kết quả, chim ưng cắp rùa lên cao nghìn trượng rồi thả ra. Rùa rơi xuống vách đá, mai vỡ tan tành. Vì vậy, đừng có tự tin quá mức về bản thân. Người mạnh hơn bạn thì có rất nhiều trên cuộc đời này, quý vị ạ. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.